Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh Máy Xúc Con Cẩu và Xe Ben vào buổi sáng ngày cuối tuần hôm nay. Rất là vui này được phục vụ tất cả quý anh chị và con cô bác ở trên kênh của mình. À, hôm nay bên em đang lên sóng một em U45, máy đẹp như bay bãi luôn ạ, long lanh, cực kỳ chuẩn, cả thì cực kỳ hợp lý với tất cả anh chị em đang có nhu cầu mua dòng này. Chỉ 145 triệu, máy đẹp ngang với chất bản luôn ạ, cả thì phải chăng anh em mua con này về rất cực kỳ hợp lý, không to không nhỏ, rất vừa phải vừa miếng để cho chúng ta làm rẫy, đào hố cà phê rồi đào móng nhà đi làm thuê cũng được, khá là chuẩn và đẹp nữa. Anh chị em nào đang có nhu cầu mua dòng này thì hãy đến tận nơi chúng ta sẽ xem máy mọi người nhé, xem máy để chúng ta quyết định. Với chị em đang có nhu cầu mua dòng này. Ngoài ra bãi của mình còn khá nhiều những dòng máy như là Volvo, Hyundai, rất là nhiều những dòng máy như vậy. Đây là một trong những bộ phận của em, nó máy móc này, bơm biết các thứ còn zin đét luôn rồi nhá, chưa đả động một cái gì cả. Máy này anh em chỉ có về là đi làm mà kiếm ăn thôi, không phải đắn đo suy nghĩ điều gì,